Xin phép hậu nhân mến chào đại gia đình nha. Hiện tại thì hôm nay lên tí và giữa trăm lên mộ đốc nhang cũng như là giếng mộ bác Năm cả nhà. Cô chú luôn nè. Em chào chị Bích Trâm. Chào chị Bích Trâm. Hello chị. Hello anh Linh Tý. Nắng vô đèn đen được chứ 5 tính. Đây nắng là nhiều khi điện thoại mình bị out luôn á. Hôm nay Tý đi thăm ông nội. Đây. Lên thăm ông nội. Bữa nay là anh Linh Tý về là chắc là có nhiều giấc mơ hơn đúng không ạ? Nghe nói là tối hôm qua là Hôm qua có ai lên để hầm răng vô đây nè. Để hầm răng Tý chăm lên kiểm tra coi. Wow, quá dữ luôn. Có thảo đàn hả chị? Một năm rồi mà bộ ông nội vẫn được rỡ. Kêu ông nội biết mà quốc cầm từ chị cái dù. Hôm nay lần đầu tiên bé bơm lên cái giò mạnh ghê nha. Đặt xuống hả? Đúng rồi, bóp vậy. Phải để tí đi kiếm ngay hồng răng chứ. Tí chị Bích Tâm lên kiếp cái. Bữa chỉ ai quay ta? Anh Tí có đem theo thùng phân bò kiếm của chú anh chị. Đang để phòng xe này. Lát mình có làm được hẳn sẵn luôn. Anh cắt tư cho mình. Không biết mới lạ gì hết. Có mấy anh em nãy giờ trên đây sẵn đúng không? 10 người nha, tính đến 10 người phải không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi 10 người, lì xì cho 10 anh em YouTube. Ở đây có mặt đây 1 triệu. Giờ anh Khang đại diện cầm 1 triệu đó. Nữa chia cho mấy anh em ở đây uống cà phê, uống nước để theo sát rồi canh mộ bác Năm. Tính luôn anh này nha, em có đến anh này nha. Chào anh Tý. Anh Tý có phát hiện gì không anh Tý? Để tìm coi có cặp đất, cặp miếng đất nào của ông nội đem giấu gì nhà. Coi có miếng gạch nào bị mẻ không? Tôi ngã. Coi có miếng gạch của con có người ta muốn đòi để gì đó ở đây đó anh. Cái máy đâu? Tí. Đòi để này kia hoài hả? Để bài hơ đây nè. Đó ngay chỗ chị luôn á. Vậy đúng hả? Ồ thấy ghê quá. Rồi để bài thơ rồi. Nghe thấy căng quá. Căng quá. Nghe căng quá. Nghe hồi đêm căng quá nên sáng nay tụi tôi phải xuống liền nè. Tại không có bé Lon ở nhà mà. Xuống canh giùm bé Lon. Con cuốn của chị mấy tuổi chị? 3 tuổi rồi. Đi đâu cũng đi theo vậy đó. Bữa nay mình phát bao nhiêu phần từ thiện ở Thuận An, ở Di An đó chị? Thuận An. Hồi nãy bệnh viện đa khoa Thuận An 200 phần á. Hồi nãy là phát xong cái mấy anh em chạy xuống đây luôn nè. Dạ. Mình có gắn đèn nữa hả? Có, tối có đèn chớp mà anh Tý. Chớp à, tối có cái đèn dây nữa phải không? Thấy cái dạ, đúng rồi. Đèn dây nè. Ban đêm đẹp lắm chị. Đèn dây với ở trên hai cái bình lục bình với hai ông rồng. Hai bình thương mắt anh. Nè cái đèn dây nè cả nhà.
anh làm rất kỹ luôn á. Tính ra là gắn về xong cái qua đi lễ cầu siêu cái tháo xuống. Hội ngộ ông bổn. Tại tới cầu siêu khán giả tới đông á, nhập viện mấy chục người á. Buổi sáng hai ngày. Rồi đúng rồi chị. Hồi nãy bệnh viện đó là ấy luôn á. Cái gì á? Ý là người ta ăn bánh ba, bánh mì người ta phát từ thiện á. Ăn phát từ thiện bị ngộ độc thực phẩm hả? Rồi hôm nay vậy mình phát. Không phải, ý là mình vô cái bệnh viện đó là chứa 60 người bị ngộ độc thực phẩm luôn á. Cái đó là tại vì người ta đi phát cho mấy người đi tham gia cộ để không, mà chắc chắn là bị ăn cái đó với chúng không? Hay là ăn bánh mì nó dính vô cái dưa chua anh. Người nào bỏ đồ chua ra không bị, người nào không bỏ đồ chua ra bị. Vậy là dưa chua đó chắc cái đồ chua lâu rồi. Khi làm đồ chua rồi cái đồ chua nguy hiểm lắm. Đúng rồi, chua mà nên men rồi đó, đúng rồi, nó nguy hiểm. Bé này tên gì hả chị? Bé Bum. Bé Bum lần đầu tiên lên thăm ông nội. Khang. Bé Bum lần đầu tiên lên thăm ông nội. Xin một số nhang đi. Dạ dạ. Anh dạ lấy nhang, để nhé nhang đốt xung quanh. Đó. Được hồn của em đây hả? Chồng mạnh chứ. Quay này là quay cuối của chị. Dễ hả? Trời ơi. Trời ơi. Trên đây có mấy đứa cũng lùm xùm lắm mà. Tiếng nói lớn mà sao hôm nay lên nhắn que đâu có thấy tiếng nói lớn nào đâu. Không có ai đâu lùm xùm chị. Đúng rồi. Có mấy đứa nó lùm xùm coi vừa coi hàng ngày ở nhà coi thấy có mấy đứa cũng lùm xùm lắm mà. Sao hôm nay lên để coi coi có đứa nào lùm xùm mà. Thấy đứa nào lùm xùm á nhỉ? Lùm xùm là tới số với cậu hết. Hôm qua có bà chị kia cũng báo kêu là không, báo kêu. Hôm qua có bà lạ lạ. Lạ hả? Dẹp hết đi hả? Dạ. Làm đây phải dẹp luôn rồi phải không? Đúng rồi, dẹp luôn rồi. Đây, anh em đây đâu dám làm tăng nữa đâu. Cũng đâu có ai làm được gì, thật ra là thấy chừng tí. Muốn kiếm chuyện. Thấy chừng tí. Nãy giờ đi rà rà hoài không thấy gì hết. Chưa tìm ra được hàm răng. Chưa ra. Với lại bài thơ nào hết á. Răng ổng có đại sắc trong đó, mình phải lấy 500 mình thích. Ông tại sáng ở đây có mấy con cẩu của ngoài viên nó cũng đi vòng vòng. Thấy chắc tha đi rồi. Nó tưởng cục xương á. Đúng rồi. Thấy thì chuẩn bị đi cắt thương. Thấy đại diện nha. Thấy đại diện. Thấy đại diện. Thấy đại diện. Giống thế này thì đồ phải nó giật giật luôn. Dạ. Sập lớn nó giật. Hết bộ nó ra nắng thường xem xuống. Ừ, nắng nó đánh nha. Nó tụt. Hết bộ nó yếu lắm, yếu rồi nắng. Và bây giờ thì anh Tý đang thắp nhang cho mộ cô Thanh Kim Huệ cả nhà. Đây là nghệ sĩ Lê Văn Tám và soạn giả Nhị Kiều cả nhà. Cô nghe nói sạc về lên mộ tối qua phải không? Ông khè đó cô ơi. Ông khè, ông nhăn răng, ông khè thôi chứ ông đâu có lên. Anh Tý đang lên đây kiếm răng ổng nè. Còn cái đứa ông răng rồi. Anh đây.
quay hướng này đẹp luôn, sáng rực rỡ luôn cho chúng chị. Khá là lâu rồi mới lên lại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương, tự nhiên có một cái cảm giác giống như là đi xa nhà mới về vậy cả nhà. Nó có cảm giác đi du lịch mới về. Dạ. Đi Úc đúng không anh? Hôm nay người ta đi Úc, bên đây cái đó mộ trống. Nè nè bên đây mộ trống, mộ trống. Bên đây nè. Tại vì tại ở mộ của Bắc Ninh cũng rất là nhiều tháng rồi. Và sau đó thì lần này thì lâu rồi lại được một cái gì đó. Tự những thứ mới dùng lấy dạy. Cái gì đó sẽ mới. Dạ đúng rồi, anh Tý đang đi thắp hương vòng vòng hết luôn rồi cô chú anh chị. Cô Huệ, chú Thanh Sang. Trong cái con đường nghệ sĩ trong nghĩa trang Hoa Viên có tên là con đường. Đây là một dàn châu. Đây hai cây Bắc Giang Châu với lại diễn viên Thái Sơn con của Bắc Giang Châu. Một ngôi mộ theo dự ảnh của chú anh chị. Cái lô máy kinh có cái thành tìm kiếm tí đi kiếm mộ nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị thành viên công tác rồi. Đại lượng này chú Tiểu Khang nghe đâu. Đúng rồi, có bé Lon. Bé Lon là hồi đó phim đầu cái lương đầu tay mà cũng là cái lương. Đây là nghệ sĩ Vinh Sử đó cả nhà. Để dùng cây chim cá đó. Dạ được 700 la, 700 lượt xem mà cô chú anh chị mình chia sẻ mạnh mạnh luôn cả nhà. Like like nha. Lâu lắm rồi thì mới xem ở cái like như thế này. Dạ đúng rồi. Lâu quá rồi mới quay trở lại như thế này, thật sự rất là vui cô chú anh chị. Rồi cái con bị đứng rồi. Nóng quá. Nóng quá đứng rồi. Nắng lắm cả nhà. Trời rất là nắng nha. Mai nắng quá đó bị đứng rồi. Hồng Loan đang like luôn hả? Dạ, thì mình coi bên đây một chút, coi bên kia một chút.
mỗi bên chút nha. Dạ, có cô này là rất là thích coi cái vợ cải lương chồng 16 vợ lên 3. Dạ đúng rồi, anh Linh Tý đang like đó, anh đang cầm máy anh Linh Tý sơn like được cho cô chú anh chị mình thấy được mũi trang hoa viên tỉnh Bình Dương vào ngày 5 tháng 4 đó. Phải nói là anh Linh Tý lên trúng ngày con số 5 đó anh Tý. Ngày 5 nữa, bữa nay ngày 5. Con số 5 rồi, hỏi con số 5 đặc biệt rồi đó nha. Hôm nay là trúng vào ngày 5 tháng 4. Dạ hôm nay thì sẵn đi cái việc mà đi xuống đi liên hệ với anh Tý thì chấm đó thì cũng đi xuống một năm không mất năm luôn, cũng như chị Hồng Loan đi hết, đi diễn ở Úc rồi thì Tý thì chúng ta